Võ thần Chúa Tể Chương 5702, ta tới giúp ngươi. Oanh Kèm theo ngũ nhạc minh đế gầm thét, trên người hắn đột nhiên phun trào đi ra một đạo làm cho người cảm nhận được cực độ âm hàng sức mạnh. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện ở trong thiên địa, đám người liền cảm nhận đến một loại thống khổ cực độ chi ý lan tràn ra, phản phất muốn xa vào đến vô tận thâm quyên chi lực bên trong. Chỉ thấy ngũ nhạc minh đế trong thân thể, từng đạo cùng cùng khí tức màu đen điên cùng phun trào, phóng lên trời, đem hắn trong nháy mắt phụ trợ trở thành một tôn đen nhánh ma thần. Trong lúc phất tay, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Suy suy suy, cái này một cổ khí tức màu đen vừa xuất hiện ở trong thiên địa, bốn phía hư không càng là phát ra từng đạo suy suy thanh âm. Hiển nhiên là không thể chịu đựng cái này đen như mực trong khí tức sức mạnh. Cấp tốc hữu thực đứng lên. Cùng lúc đó, Tử Linh Trường Hà đang cảm giác đến cổ lực lượng này sau đó, cũng là kịch liệt dâng lên phản phất cảm giác được thân thể của mình bị xông vào một loại nào đó tà ác sức mạnh bản năng muốn đi tiến hành đối kháng thâm nguyên đây là thâm nguyên chi lực ngũ nhạc minh đế gia hỏa này thế mà thật sự cấu kết thâm nguyên nhất tộc phản đồ minh giới phản đồ cảm nhận được ngũ nhạc minh đế trên thân đáng sợ thâm nguyên khí tức tại chỗ tất cả minh giới cường giả đều kinh sợ không thôi trong lòng phát lạnh trên mặt hiện ra vô tận phẫn nộ phía trước bọn hắn đối với ngũ nhạc minh đế cấu kết thâm uyên, trong lòng chỉ là có chút ngờ tới mà thôi, nhưng mỗi cái đại đế trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn ông lấy một tia hy vọng, dù sao ngũ nhạc minh đế thế nhưng là chấp chưởng minh giới vô số năm tứ cực đại đế một trong A, à, cái này người vậy mà đều cấu kết thâm uyên, vậy để cho bọn chúng còn có thể tin tưởng ai? Nhưng làm bây giờ ngũ nhạc minh đế trên người thâm uyên khí tức thật sự bạo phát đi ra sau đó, tại chỗ tất cả minh giới đại đế trong lòng trong nháy mắt tuyệt vọng cái kia từng sợi thâm uyên khí tức nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân cảm nhận được vô cùng khó chịu, những cái kia thâm uyên khí tức còn không có tiếp xúc bọn hắn, trên người bọn họ liền như là bị vô số con kiến gặm nuốt đồng dạng, cực kỳ khó chịu. Trong đám người, chỉ có ma lệ tim đập loạn, toàn thân không rõ hiện ra vô tận xúc động chi ý, nhìn thấy cái kia thâm uyên chi lực phía sau, chẳng những không có e ngại cùng kiên kỵ. Ngược lại là không rõ hưng phấn lên, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang tại nhảy vọt. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Ma lệ một mặt khó coi, mình tại sao mỗi lần chỉ cần cảm giác được thâm nguyên khí tức, thì có loại động được xúc động. Hơn nữa căn bản ức chế không nổi. Cũng may lúc trước hắn tại Thái Âm Đảo cùng Hồn Nhạc Sơn bên trong có qua hai lần kinh lịch, còn tính là trấn định, có thể loại kia xung động mãnh liệt, để hắn kìm không được liền hướng lấy cái kia tử linh trường hạ cấp tốc bay lượng mà đi gia hỏa này điên rồi sao? nhìn thấy ma lệ lúc này phóng tới đen như mực chi địa, thạch hoang đại đế bọn người tất cả đều choáng váng. gia hỏa này sẽ không phải không biết thâm nguyên chi lực đáng sợ a? À? bọn chúng cảm giác một chút ma lệ, phát hiện ma lệ mệnh luân cực kỳ trẻ tuổi, căn bản chính là cái này một cái vũ trụ kỷ nguyên mới đản sinh đại đế sau đó, nội tâm trong nháy mắt bừng tỉnh. cái này nhân tộc tiểu tử này rõ ràng là vừa đột phá đại đế không bao lâu căn bản cũng không biết thâm uyên chi lực kinh khủng đây chính là liền cao cấp nhất đại đế đều phải kiên kỵ sức mạnh tiểu tử này vọt vào không phải tự tìm cái chết thì là cái gì cho nên nhìn thấy ma lệ sông vào đen như mực chi địa nguyên bản ngăn tất cả minh giới đại đế hát viêm đại đế thậm chí cũng không có đi ngăn cản một cái muốn đi tìm chết người ngăn cản hắn làm cái gì đen như mực chi địa bên trong Minh Tạng Đại Đế nhìn xem ngũ nhạc Minh Đế trên người tán phát ra kinh khủng thâm uyên khí tức phía sau, thần sắc hơi hơi ngưng lại, nhưng cùng lúc trong ánh mắt cũng là toát ra tới vẻ bất mãn. Cái này ngũ nhạc Minh Đế, thật sự là lá gan quá nhỏ, rõ ràng cấu kết thâm uyên, lại còn che giấu, cho đến lúc này mới đưa thâm uyên chi lực phóng xuất ra. Sớm đem thâm uyên chi lực phóng xuất ra, tiểu tử kia đoán chừng liền Đại Đế đều không đột phá nổi. Lại làm sao có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chính mình há lại sẽ bị áp chế ở đây. Bất quá còn tốt, ngũ nhạc minh đế bây giờ thi triển ra thâm uyên chi lực cũng không tính là muộn. Tiểu tử, nhìn ngươi hiện tại còn như thế nào ngăn cản? Dết! Ngũ nhạc minh đế thể nội thâm uyên khí tức phun trào, cùng cùng thâm uyên khí tức từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, như tinh khí lan yên, cao vút thiên địa, điên cùng phóng thích. Âm âm! Kèm theo ngũ nhạc minh đế gầm lên một tiếng, vô tận thâm uyên chi lực bị hắn cường thế đánh vào ngũ nhạc minh phong sau một khắc cái kia vô biên ngũ nhạc minh phong đã bị hắn lại lần nữa tế ra ngoài từng đợt sau kinh lôi còn muốn vang lên oanh minh theo ngũ nhạc minh đỉnh tế lên cuồn cuộn mà ra chỉ là trong chớp mắt cái kia ngũ nhạc minh phong đã huyễn hóa trở thành một tòa toán cao cấp ngàn trượng phương viên gần mười ngàn trượng cự phong hướng về tầng trần đập xuống mà cái cự phong cùng còn lại sơn phong hoàn toàn khác biệt bởi vì này ngọn núi quanh thân cũng là bén nhọn thâm uyên lưỡi đao tạo thành liền xem như không bị cự phong đập trúng cái kia thâm uyên khí nhọn hình lưỡi dao cũng có thể tùy thời thu hoạch cường giả tính mệnh cơ hồ ở nơi này cự phong nện xuống đồng thời cái kia bốn bề thâm uyên lưỡi đao liền đem hư không cắt suy suy vang dội hơn nữa chung quanh hư không tựa hồ cũng bắt đầu tự động co rút lại tới từng đợt hư không bị đè ép ken két tiếng vang lên để cho người ta nghe xong rất là không thoải mái hư không liền như là pha lê đang không ngừng vỡ vụn ra đồng dạng lúc nào cũng có thể xuất hiện hư không khe hở thâm uyên đem mọi người thôn phệ. những cái kia sụp đổ tan vỡ hư không chỉ là trong chớp mắt liền đã ảnh hưởng đến tầng trần tầng trần trong lòng nhất thời cả kinh đây là thông qua ngũ nhạc minh phong cùng thâm uyên chi lực dung hợp huyển hóa ra tới hư không pháp tắc nghĩ không ra ngũ nhạc minh đế đối với thâm uyên sức mạnh vậy mà đã trưởng khống đến mức độ này hôm nay Tần Trần đối với thâm uyên chi lực cảm ngộ cũng coi như là cực kỳ thâm hậu. Hắn thấy qua thâm uyên tộc nhân cũng không phải số ít, như thái âm minh nữ thể nội bên trong hắc liên thánh sứ, còn có ám ảnh đại đế trong cơ thể ô tạp, nhưng chúng nó hai cái cũng là mượn nhờ thâm uyên tộc nhân sức mạnh, mới có thể thôi động thâm uyên khí tức. Mà ngũ nhạc minh đế vậy mà trực tiếp tự mình liền có thể thôi động thâm uyên chi lực, thủ đoạn như vậy tần trần phía trước chỉ ở ma lệ trên người nhìn thấy qua, rõ ràng ngũ nhạc minh đế cùng thâm uyên kết hợp so với thái âm minh nữ các nàng đơn giản cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá thời khắc này tần trần đã không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Hắn căn bản cũng không chờ cái kia cự phong rơi xuống, nghịch sát thần kiếm đã lại lần nữa bổ ra ngoài. Nghịch thần kiếm điển, dết. Nghịch sát thần kiếm xẹt qua, vô số sát ý kiếm khí chấp động ở giữa, ngũ nhạc minh phong mang theo gò bó chi lực tại nghịch sát thần kiếm kiếm khí phía dưới từng khúc vỡ tan một tiếng ầm vang tần trần nghịch sát thần kiếm đã ngăn cản ngũ nhạc minh phong ngũ nhạc minh phong bị tần trần nghịch sát thần kiếm ngăn lại ngũ nhạc minh đế thật giống như không có trông thấy đồng dạng hay là đã sớm dự liệu được tình cảnh như vậy màu đen sơn phong rơi xuống tốc độ không chậm ngược lại càng nhanh đứng lên ngươi ngăn được ta ngũ nhạc minh phong nhưng ngăn được ta thâm Nguyên lưỡi Đao sao ngũ nhạc minh đế cười lạnh, ánh mắt của hắn mang theo trào phúng. Kèm theo ngũ nhạc minh đế tiếng nói rơi xuống, cơ hồ trong nháy mắt, cái kia ngũ nhạc minh phong bốn phía vô số thâm uyên lưỡi đao đã trút xuống mà đến, tần trần thôi động nghịch sát thần kiếm mặc dù ngăn cản ngũ nhạc minh phong, lại không cách nào ngăn lại thâm uyên lưỡi đao, cái kia vô tận lưỡi đao giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, trong nháy mắt liền bọc lại tần trần. Không tốt. Cẩn thận. Vô số kinh hô âm thanh vang lên, mọi người thấy Tần Trần bị thâm uyên vô tận lưỡi đau bao khỏa. Từng cái trong lòng kinh hãi. Thâm uyên chi lực vô cùng đáng sợ, có thể ăn mòn trong thiên địa tất cả, lấy Tần Trần hôm nay tu vi một khi bị cái này thâm uyên chi lực nhiễm phải, tất nhiên sẽ bị thâm uyên ô nhiễm, đến lúc đó sinh tử đem mặt người chém giết. Tới tốt lắm, thập kiếp điện, lên. Tần Trần gầm lên một tiếng, lại lần nữa thôi động thập kiếp điện, một tiếng ầm vang, Thập kiếp điện phong điên cùng vận chuyển đứng lên. Oanh. Sau một khắc, vô số thâm nguyên lưỡi đao đã hung hăng bổ vào thập kiếp trên điện, chỉ thấy thập kiếp điện phát ra binh linh bang lang âm thanh. Tại nơi vô số thâm nguyên đao phong công kích đến không ngừng xoay tròn, nhưng lại hoàn toàn không có bị chẻ hỏng dáng vẻ, mà là gắt gao chặn lại thâm nguyên khí tức xâm lấn. Cái gì? Mọi người trong mắt đều trợn tròn, cái này đen như mực cung điện đến tột cùng là bảo vật gì? thậm chí ngay cả thâm uyên chi lực đều không thể xâm nhập. Nếu như nói tần trần trong tay nghịch sát thần kiếm không nhận điểm ấy thâm uyên chi lực ăn mòn, đám người còn có thể lý giải, dù sao nghịch sát thần kiếm chính là thần binh cấp bảo vật. Nhưng này đen như mực cung điện chẳng lẽ cũng là thần binh cấp bảo vật sao? Hô hô hô! Càng làm cho đám người kinh hãi là, cái kia thâm nguyên lưỡi đao tại phách trảm bên trên thập kiếp trên điện phía sau, kỳ thực còn có một số sức mạnh chưa từng bị hoàn toàn đánh nát có một bộ phận rót vào đến tầng trần trên thân lôi đình chi lực tầng trần thể nội vô tận lôi đình chi lực phun trào cái kia thẩm thấu đến trên người của hắn thâm uyên khí tức vừa tiến vào trong cơ thể của hắn liền bị trong thân thể của hắn tài quyết thần lôi chi lực đánh cho triệt để chôn vùi hóa thành năng lượng tinh thuần ngược lại đang tăng cường tầng trần tu vi thế là bây giờ lộ ra tại mọi người trước mắt chính là như thế một bộ tràng cảnh cái kia cuồn cuộn thâm uyên khí tức không ngừng nổ xuống sau đó, ở vào công kích chính giữa nhất tầng trần không những không thể bị chém vết, ngược lại khí tức trên thân tại lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng lên. Một màn này, triệt để kinh mộng tất cả mọi người. Cái gì? Ngươi? Ngươi làm sao có thể không nhận thâm uyên ô nhiễm? Ngũ nhạc minh đế khó tin nhìn xem tầng trần, trong lòng vừa kinh vừa sợ, quả thật là sắp nổi điên, căn bản không dám tin tưởng ánh mắt của mình trên đời này, làm sao lại có người không bị thâm nguyên ô nhiễm? Dết. Hắn gào thét, giống như bị điên thôi động trong cơ thể thâm nguyên chi lực. Ngũ nhạc minh trên đỉnh thâm nguyên lưỡi đau trong nháy mắt tăng vọt, cùng cùng thâm nguyên lưỡi đau giống như mưa to đồng dạng trút xuống, hơn nữa mang theo đỉnh phong đại đế thần uy một chút điên cuồng trấn áp xuống tới. Không thể không nói, ngũ nhạc minh đế tu vi thật là đáng sợ, chân chính bạo phát xuống, lấy tầng trần tu vi hiện tại, liền xem như có thế tiếp tục chống đỡ, cũng không cách nào nói hoàn toàn ngăn cản được. Tần trần khóe miệng, một ti tiên huyết lặng yên tràn ra. Thấy cảnh này, ngũ nhạc minh đế trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng tần trần là một cái đánh không chết tiểu cường đâu. Chỉ cần thụ thương, vậy liền dễ làm. Dết. Hắn không tiếc thiêu đốt thể nội bản nguyên, cuồn cuộn công kích điên cuồng trút xuống. Sưu. Đúng lúc này, một vệt sáng không biết từ chỗ nào bỗng dưng lao đến, trong nháy mắt tiến vào đến khu này thâm uyên khí tức bên trong công kích. Tần Trần, ta tới giúp ngươi. Chính là ma lệ. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.